Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngài Denny Abdi. Tại buổi tiếp, đại sứ Indonesia ngài Denny Abdi đánh giá vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Đại sứ cho rằng Việt Nam và Indonesia là hai đối tác quan trọng của nhau tại khu vực và trên thế giới. Giữa hai nước có nhiều cơ hội và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, chúc mừng Việt Nam, mặc dù ở trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19, là quốc gia duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tăng trưởng kinh tế dương. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chúc mừng Đại sứ Danny Abdi mới được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Thứ trưởng cảm ơn Đại sứ Danny Abdi đã dành thời gian đến làm việc với Bộ Công Thương, cũng như sự quan tâm ủng hộ của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Thứ trưởng khẳng định Indonesia là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam không chỉ tại Đông Nam Á mà trên phạm vi thế giới. Về thương mại song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, kim ngạch sấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ năm 2013 lên đến hơn 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019.